Xin chào tất cả các bác. Thì hôm trước thì em đã giới thiệu về cái cách chỉnh cái con Asia X10 này bằng wifi bác nhá. Và mỗi một con thì em sẽ tặng một cái wifi này. Con này giá rất là rẻ bác nhá. Hiện tại chỉ có 3,6 triệu thôi. Tích hợp luôn cả Bluetooth, các bác có thể nhìn thấy đây, Bluetooth đây. Đấy, Bluetooth này bắt cực tốt các bác nhá. Đấy, con này thì bắt Bluetooth cực tốt luôn. Và hôm nay em sẽ giới thiệu thêm với các bác là cách chỉnh trên PC. Như cái video hôm trước này em sẽ đã chỉnh trên Wi-Fi. Đấy, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác chỉnh trên PC và chỉnh như thế nào. Thì em sẽ hướng dẫn luôn với các bác. Đây, khi không sử dụng thì chúng ta sẽ nó sẽ không hiển thị gì hết. Còn đâu khi chúng ta sẽ cắm vào cái đầu, nó là đầu PC USB các bác nhé. Các bác sẽ cắm vào đây. Trên máy nó sẽ tặng kèm một cái jack và đây là wifi, các bác có thể cắm vào đây hoặc là các bác sử dụng USB. Thì thường thì chúng ta sẽ cắm USB vào đây và kết nối với máy tính của mình đấy. Và khi kết nối với máy tính rồi thì chúng ta mở cái phần mềm này ra. Phần mềm của nó tên là PCDP Tool đấy, các bác có thể thấy đấy, và chúng ta có thể mở ra đấy, mở ra chúng ta cho to ra một chút đấy. Đấy, chúng ta có thể cho to ra và các bác có thể nhìn thấy chữ connect đây, các bác có thể connect lại, connect đấy. Khi mà connect rồi thì trên cái con máy nó sẽ hiện là PC equipment các bác nhé, PC equipment, thế là nó đã kết nối ok. Và khi kết nối ok rồi thì chúng ta có thể tùy chọn chỉnh trên này, tùy chọn chỉnh trên cái máy tính này. Chỉnh rất là dễ các bác nhé. Đây là đầu vào audio input thì chúng ta có thể chỉnh được là Bluetooth này, 2 này, 1 này. Đấy, rất là đơn giản. Mình muốn sử dụng cái nào thì chúng ta có thể sử dụng cái đấy. Và thêm vào đó thì các bác có thể nhìn thấy cái răng cưa này, chúng ta có thể ấn vào thì chúng ta có thể là cài được ngôn ngữ này. Đấy, volume limit này, có nghĩa là volume giới hạn này, skin này có nghĩa là đổi màu này, đấy, black default này, đổi màu này, green này, đấy, đổi màu đấy, cái này nó rất là đẹp đấy. Và chúng ta có thể chọn được active setting này, charm password này. Những cái này thì em không để ý đâu, em chỉ để ý cái volume limit này thôi. Thì chúng ta sẽ đặt giới hạn, đặt giới hạn thì khi khởi động thì chúng ta sẽ bình thường để nhỏ thôi, để tầm 20 thôi. Đấy, nhưng mà giới hạn của nó là 84, mic cũng vậy, khởi động sẽ là 20 thôi. Đấy. Và mic limit chúng ta có thể cho căng lên 84 cũng được. Và effect khởi động là 35. Đấy. Giới hạn là 70. Và chúng ta có thể tiếp theo đặt xong cái này rồi thì chúng ta có thể là vào phần music. Đấy, vào phần music. Đấy, chúng ta để lại cái phần này là 20. Đấy. Cho nó chuẩn đi. Đây là phần mình chỉnh thôi các bác nhá. Còn đặt là chúng ta phải chỉnh trên này. Đấy. Và đây các bác có thể chỉnh được phần music này, các bác chọn phần nào thì nó sẽ là phần đó. Đấy, phần music thì chúng ta muốn nâng ví dụ loa như nào thì chúng ta có thể nâng giảm nó xuống. Trên những dòng vang X5, X6 chẳng hạn thì các bác có thể là phải vào tận đây để các bác cho to nhỏ, nhưng mà trên con X10 này thì các bác có thể là thu rộng, thu hẹp ngay trên cái con này, rất là tiện các bác nhé. Nhưng những con khác là các bác phải vào đây này, các bác gõ này thì nó mới ra được. Đấy, nhưng mà trên con này thì chúng ta có thể kích vào đây, nâng lên và chúng ta có thể thu nhỏ để to ra thoải mái các bác nhé. Đấy, đây là phần điều chỉnh. Cắt HBF thì chúng ta có thể là cắt. Thường music thì chúng ta sẽ cắt như nào? Music thì chúng ta sẽ cắt, đây các bác nhìn HBF này. Music em hay cắt ở cái khoảng tầm 20. Đấy. Đấy, chúng ta cũng thể tăng giảm bass check lên thoải mái các bác nhé. Đấy, rất là đơn giản thôi. Đây là phần thứ nhất là phần music, còn phần thứ hai sẽ là phần mic. Đấy, các bác có thể nhìn phần mic này chúng ta có thể tùy chọn cắt HBF.
Cần mic này thì nó rất nhiều giải tần các bác nhé. Nó có tận đến 20 giải tần. Đấy, 20 giải tần. Thì ngoài cái 20 giải tần này ra thì chúng ta muốn cắt ở điểm nào? Cắt HVF. Đấy, chúng ta có thể là chọn cắt HVF ở điểm nào, bao nhiêu dB hoặc bao nhiêu giải tần thì chúng ta có thể cắt ở đây. Mic A này. Đấy, chúng ta có thể tùy chọn cắt và độ dốc như thế nào. Nó rất là dễ thôi. Đấy, ở đây thì có EQ và parameter. Đấy, cái này thì chúng ta có thể chỉnh được hai loại các bác nhá. Đấy, HVF này, parameter này. Đấy, hoặc là chuyển sang phần EQ. Đấy, con này thì sử dụng của nó rất là ác liệt, rất là nhiều. Và phần gate này, compressor này, noise này, pitch này, volume này. Đấy, rất là dễ. Compressor thì chúng ta giới hạn ở mức nào, bao nhiêu dBU. Đấy, rất là đơn giản. Equalizer sử dụng độ dốc như thế nào. Đấy. Đấy, độ dốc các bác muốn độ dốc nó như thế nào thì chúng ta có thể chỉnh ngay trên này. Đấy, độ dốc như nào. Đấy, rất là đơn giản thôi. Đấy, với con này thì không có gì là khó, là làm khó chúng ta cả. Đấy, phần effect cũng vậy. Effect thì nó có phần tab 1, tab 2, tab 3, nhưng như em là em sẽ tắt tab 1 đi. Đấy, hoặc tắt tab 2 đi. Để mỗi tab 3 hoặc là để tab 2. Mình để nhiều hiệu ứng quá thì nó nghe nó tiếng nó không được rõ. Và chúng ta có thể chỉnh được EQ pair delay này, echo delay này. Đấy. Echo delay này, repeat này. Đấy, tùy. Revert này. Đấy, rất là đơn giản các bác nhá. Revert time, revert lever, rồi revert pair delay. Có hết các bác nhá. Rồi đây là EQ của phần revert, đây là EQ của revert. Chúng ta có chọn được EQ của phần echo, EQ revert, EQ của echo rất là dễ. Đấy, nó rất rất nhiều cách tinh chỉnh khác nhau. Đến tiếp theo là đến phần main. Main thì chúng ta có sẽ chỉnh được là như thế nào? Là revert bao nhiêu, echo bao nhiêu, direct là giọng hát, giọng nói của mình, mic. Đấy, rồi compressor. Đấy. Rất là dễ thôi, delay, quan trọng nhất là cái delay này nếu chúng ta ghép nhiều loa. Đấy. Effect này thì chúng ta sẽ có quên em nói lại phần mic. Mic này nó sẽ có hai mic các bác nhá. Hai mic chỉnh EQ riêng rẽ. Đấy, các bác có thể nhìn thấy em chọn mic A thì EQ khác, mà chọn mic B EQ khác. Đấy, nên các bác biết ngay là nó rất là hiệu quả, rất là ác liệt luôn. Chúng ta đọc hai mic độc lập và AB chúng ta có thể là chung được. Đấy. Đấy, chúng ta có thể riêng và chung được. Rất là đơn giản thôi. Center cũng vậy, sub, surround. Đấy, sub thì chúng ta có thể cắt được giải tần như thế nào thì chúng ta chỉ cần di chuyển con chuột này thôi. Đấy, di chuyển con chuột này rất là dễ. Đấy. Music này. Đấy. Chúng ta có thể đặt như nào cho nó hợp lý nhất. Đấy. Đấy, các bác rất là dễ tinh chỉnh với cái con này. Đấy, rất là dễ tinh chỉnh. Phải nói là con này là một trong những chiếc vang mà nó cực kỳ là dễ tinh chỉnh các bác nhé. Tinh chỉnh phút mốt được luôn. Em thấy em setup con này nó nhanh lắm. Đấy. Nó lại sử dụng đến 3 tab để mà tạo hiệu ứng. Nên chúng ta sẽ phải, như bình thường em chỉ chọn 2 tab thôi, tab 1 và tab 2, hoặc là tab 2 hoặc tab 3, hoặc tab 1 hoặc tab 3, tùy vào không gian của mình. Đấy, tùy vào không gian. Đấy, của mình. Chúng ta có thể chọn tab và sử dụng chỉnh echo, effect. Và phần main thì chúng ta cũng vậy. Main này chúng ta có thể là đo đáp tuyến và chúng ta sẽ chỉnh được đến 7 cần EQ cơ. Đấy, phần mic dã man nhất là phần mic các bác nhá, nó lên tận 20 cần EQ. Đấy, chúng ta có thể điều chỉnh rất là chi tiết, nhỏ li ti luôn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy em chỉnh này. Nó sẽ rất là nhỏ. Đấy. Rất là chi tiết được luôn. Các bác muốn chi tiết như nào thì em có thể làm chi tiết hơn như thế. Đấy. Đấy, các bác có thể thấy không? Rất là chi tiết chưa? Đấy. Đến tận 20 tầng EQ cơ mà. Đấy, chỉnh rất là chi tiết. Center, surround, sub. Đấy, chỉnh rất là chi tiết luôn. Delay sub, rồi echo sub. Echo những cái này mình hay tắt đi. Đây là tiếng ra sub, tắt đi hết đi.
Delay, chỉnh delay, delay bao nhiêu. Delay rất rộng các bác nhé, delay có thể được 17 mét. 17 mét là khá lớn. Các bác có thể tưởng tượng là 17 mét, đặt loa cách 17 mét delay mà nó vẫn còn thể hiện được. 17 mét đây các bác nhé, 17-20 mét là các bác để cái loa súp nó cách nhau tầm 17 mét là các bác có thể chỉnh được delay. Như thế là các bác có biết là nó rất là xa rồi không? Đấy, một chiếc vang chúng ta có thể đánh ngoài sân khấu và gia đình được. Mic, đấy, mic thì chỉnh chi tiết rồi. Music thì chỉnh dễ dàng. Đấy, có thêm cả Bluetooth các bác nhé. Đấy, 4 đường vào, cổng quang, Bluetooth đầy đủ luôn. Đấy thì hôm nay giới thiệu nhanh với các bác như vậy thôi. Đấy, thì nhà lại quên là phần lưu lại các bác có thể chọn diver mode này. Các bác có thể lưu lại xếp lại mốt này các bác nhé, xếp lại được. Và các bác muốn xếp ra mốt 16 này, xếp này, yes, xong luôn. Đấy, thế là xong. Thì các bác có thể lưu ý rằng cái con vang này nó chỉnh nó quá là dễ và tối ưu rồi. Thì có vấn đề gì các bác có thể liên hệ trực tiếp với Thắng Cao Audio các bác nhé. Đấy, thì bên em sẽ hỗ trợ tất cả các bác nhiệt tình luôn khi mua sản phẩm bên em. Rồi ok, hẹn các bác ở những clip lần sau các bác nhé. Chào tất cả các bác ạ.